Alo, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái công cụ của Tableau để tiện xử lý dữ liệu, gọi là Tableau Prep Builder. Thì các bạn biết rằng là trong phân tích dữ liệu thì cái công việc tiện xử lý dữ liệu là công việc nó rất là nhiều thời gian, và đây là cái rất là quan trọng để cho các bạn có được một cái dữ liệu nó phù hợp với mục đích phân tích, mục đích nghiên cứu và các cái mô hình phân tích của mình. Thế thì về tiện xử lý dữ liệu thì các bạn biết rồi là có ba công việc chính, đó là tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, gọi là data integration, tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn lại. Cái thứ hai nữa là các bạn chuyển đổi dữ liệu, gọi là data transformation, tức là chuyển đổi dữ liệu, như các bạn chuyển đổi về các cái ràng buộc, chuyển đổi về kiểu dữ liệu, chuyển đổi về các cái định dạng, ví dụ như thế. Ví dụ như một cái dữ liệu giới tính chẳng hạn, nơi thì ghi true false, nơi thì ghi nam nữ, nguồn thì nó ghi yes no, thì các bạn muốn chuyển thành một cái dạng duy nhất để các bạn tổng hợp và cho nó thống nhất chẳng hạn. Đấy, ví dụ như các bạn chuyển đổi kiểu dữ liệu như kiểu test thì kiểu số, rồi chuyển đổi dữ liệu ngày tháng cho nó phù hợp, vân vân. Thế thì đấy là cái phần chuyển đổi. Còn cái phần thứ ba nữa là cái phần làm sạch data cleaning ấy. Thì cái làm sạch tức là cái các bạn có thể tạo ra, tức là từ cái dữ liệu các bạn loại bỏ đi những cái bất thường, những cái nhiễu, hoặc là các bạn làm cho dữ liệu các bạn nó gọi là nó sạch hơn, nó tin cậy hơn để các bạn phân tích. Đấy. Thế thì ở trong này thì tôi chỉ mục tiêu chính là để giới thiệu cái công cụ phân tích, tức là làm tiện xử lý thôi. Giới thiệu về cái Tableau Prep Builder này thông qua một cái project nó rất là đơn giản. Đấy, tức là để các bạn làm quen với cái thao tác ở trên cái Tableau Builder này. Thứ nhất là bây giờ ta có, giả sử như là ta có bốn cái file dữ liệu về chứng khoán của bốn cái ông lớn là Google này, Facebook này, Amazon và Apple của 10 năm. Thì mỗi một cái file thì nó có cái định dạng như thế này. Đây là của, tôi mở một cái file ví dụ như là đây là của Google trong 10 năm, từ 2019 2009 đến 2019. Đại loại như thế. Thì đây là cái bộ dữ liệu mà tôi lấy ở trên cái sàn cái chứng khoán thôi. Thì ở đây là nó có mấy cái cột là ngày ngày, ngày thời giao dịch này, rồi cái giá mở cửa này, đấy, giá đóng cửa này, rồi giá cao nhất, giá thấp nhất, cái giá hiệu chỉnh và cái khối lượng giao dịch. Thì bốn cái file này đều có cấu trúc giống nhau, là gồm có gọi là 7 cái cột đây. Đấy, và cái số hàng thì có thể khác nhau loại thế. Đây. Thế thì bây giờ cái mục tiêu của tôi là tôi sẽ đọc bốn cái file này nối lại đấy, và có thể tính toán thêm một vài cái cột để minh họa cho cái việc sử dụng Tableau Builder thôi, nhờ Tableau Prep Builder thôi. Thế thì cái đầu tiên á là các bạn sẽ mở cái Tableau Prep Builder ra. Các bạn cái connect bốn cái nguồn dữ liệu này vô. Thì ở đây thì Tableau nó cho phép các bạn connect rất nhiều nguồn, ở đây phải Excel nên tôi connect cái nguồn Excel này. Thế thì ở đây ta sẽ lấy cái mấy cái file mà dữ liệu đây cái này sắp xếp lại cho nó dễ nhìn đây. Thế thì ta có bốn cái file Tableau và cái stock. File đầu tiên là của Apple này, Amazon, Facebook và Google. Tôi lấy của Apple trước để tôi load lên. Đấy. Như vậy là ta sẽ thấy ở đây các bạn sẽ thấy nó load vào ở đây, cái giao diện nó cũng rất là dễ dùng thôi. Ở đây là ta sẽ có cái sheet đầu tiên, ta đặt cái tên sheet này lại cho nó, ta gọi cái này là của Apple nha, Apple. Đấy. Thế thì cái việc đầu tiên á là vì bốn cái file này á là nó rời rạc với nhau, mà muốn góp lại thì các bạn phải thêm một cái cột nữa để biết được cái nào của Apple, cái nào của Google, vân vân. Thì ta sẽ thêm một cái cột, các bạn vào đây ta đang clean step, tức là cái bước làm sạch đây. Clean step thì các bạn thêm một cái cột, ví dụ như ở đây thì các bạn sẽ tính thêm một cái cột đây, cái create cột related field này, các bạn gõ là brand, thì các bạn ở gõ ở đây là
Apple thôi. Đấy, Apple tức là như vậy là anh sẽ tạo ra một cái cột brand và nó sẽ thêm cái value là Apple, thì các bạn sẽ thấy có thêm cái cột mới ở đây. Các bạn đặt lại nếu cần thì các bạn đặt lại. Tự như là thêm cái brand chẳng hạn. Tương tự như vậy các bạn sẽ nối tất cả làm tương tự với bốn ba cái file còn lại. Như vậy tôi sẽ đọc thêm cái file thứ hai là tôi đọc cái file về Apple này, Amazon. Đây, Amazon thì đây là tôi thì tương tự như vậy tôi thêm một cái cột ra. Cột này thì tôi thêm một cái cột là cũng là brand. Và tôi ghi đây là Amazon. Đây, thì như vậy ta sẽ có một cái cột Amazon, đặt đổi tên lại cho nó dễ nhìn nha, cho nó khỏi nhầm lẫn. Đây. Đây. Vậy đây ta sẽ thêm một cái cột, thêm cột, thêm một cái cột. Tương tự như vậy ta sẽ thêm cái này, cái file tiếp theo Amazon, rồi thì ta lấy Facebook, ở đây ta cũng sẽ thêm một cái cột đây, thì ta cũng thêm một cái cột có cái tên là Facebook. Đấy, cái này là của Facebook. Đấy. Ta đổi cái này lại là Facebook. Cái này ta đổi lại làm tương tự thôi. Ta nói cái file cuối cùng. Ta nói cái file cuối cùng là cái file của Google. Google. Đây. Ta cũng thêm một cái cột. Đây. Ta thêm cái cột ta gõ vào đây là Google. Đấy. Ở đây ta đổi tên lại cho nó dễ nhìn thôi. Và thế thì ở đây các bạn sẽ thấy ở đây là nó sẽ có bốn cái file Excel, sau khi ta load vào thì ta thêm một cái cột, mỗi cái đều thêm một cái cột và nó mang cái thương hiệu của cái công ty đó. Bây giờ ta sẽ hợp bốn cái file này lại. Như vậy các bạn chọn vào đây, các bạn chọn là Union, thì các bạn sau này có rất nhiều cái công việc, ví dụ như là các bạn join by có sự tính toán các hàm gộp rồi chia ra vân vân, dự báo. Thì bây giờ các bạn chọn là Union, tức là các bạn hợp bốn cái file này lại. Thì các bạn chọn cái này thì các bạn đơn giản là các bạn chỉ kéo các bạn thả vào đây thôi. Đấy, như vậy là các bạn chú ý là kéo thả như này, đây là các bạn kéo cái này các bạn thả lên đây. Đấy, các bạn sẽ thấy là có như này. Là cái này là kéo lên là Union, đó các bạn kéo các bạn thả lên như thế này. Đấy, đó, và các bạn kéo các bạn thả lên nó như này. Như vậy đây hợp bốn cái file này lại. Đấy, các bạn chú ý là các bạn kéo cho nó đúng. Thế sau đó là các bạn sẽ xem ở đây, thì các bạn sẽ xem ở đây thì các bạn sẽ thấy là đây là kết quả của các phép hợp bốn cái file này lại. Thì nó sẽ có các cái cột, có cái cột đây. Cột thì các bạn chú ý rằng là cái cột brand thì có bốn values đây, còn cái cột ngày thì nó có cái giá trị đại diện của các cái ngày đó cho các bạn dễ nhìn thôi. Đấy, nhưng mà các bạn có thể xem ở đây có 9 cái cột đây. Đấy, và khoảng hơn 9.000 dòng đây. Thế thì chỗ này các bạn nếu mà các bạn cần bỏ cái cột nào thì các bạn trong này các bạn có thể bấm vào đây các bạn bỏ ra thôi. Ví dụ cái cột này tôi không cần này, sau khi nó gộp vô thì nó sẽ có thêm một cái cột là nó lấy cái nguồn dữ liệu mà nó gộp lại, thì tôi ví dụ các bạn không cần cái cột này thì các bạn remove đi. Như vậy tôi kết quả là ra không cần. Còn các bạn trong mỗi một cái cột thì các bạn có thể thao tác với cái cột đó, ở đây có rất nhiều cái thao tác, thì cũng sau này các bạn sẽ nghiên cứu sử dụng thêm. Đấy. Ví dụ như vậy. Thế thì sau khi mà các bạn là hợp bốn cái này lại rồi thì các bạn giả sử tôi tính thêm một cái cột nữa, tôi tính thêm một cái cột là tôi
tính thêm thử là cái trên là chỉ gió đóng cửa và gió mở cửa nó như thế nào, thì tôi sẽ kích vào đây tôi chọn thêm một cái cột. Tôi sẽ tính thêm một cái cột là cái giá đóng cửa này, cái độ lệch giữa cái giá đóng cửa và cái giá mở cửa, ví dụ như thế, ví dụ như thế, như thế. Thế thì các bạn tính thêm một cái cột, dẫn xuất ra một cái cột là lấy cái giá đóng cửa, là cái giá đóng cửa đây, các bạn trừ đi cho giá mở cửa, thế thôi. Thì các bạn sẽ có thêm một cái cột có cái tên là như này, tên đây. Và gọi là cái công thức ở đây, sau các bạn bấm OK. Như vậy là ở đây là sau tôi ghi là ở đây là cái giá đóng cửa, giá mở cửa, ví dụ như thế. Thì các bạn sẽ sau này các bạn thay là một cái workflow, các bạn sẽ build một cái workflow dạng như thế này để các bạn có thể theo dõi. Ví dụ như vậy, sau đó là nếu làm như này xong thì bây giờ ta sẽ thấy ở đây là nó sẽ có thêm một cái cột là như vậy, là ngoài các cột này ra, như vậy cái bảng gốc là 7 cột gì đó thì ta thêm 2 cột là brand, và ta sẽ gắn cái tên công ty vào, và đây là ta tính thêm một cái cột để ta biết được cái trên là chỉ giá đóng cửa và giá mở cửa đó, được chưa? Thế thì giả sử các bạn có thể làm nhiều nữa, nhưng mà tôi đến đây là tôi sẽ lưu cái của này ra, sau đó tôi bấm vào đây tôi chọn output, thì bây giờ tôi sẽ lưu cái này ra, thì nó lưu là có máy nhiều đó, cái dạng các bạn có thể chuyển vào ở trong một cái database hoặc là như là SQL Server, Oracle, vân vân. Còn các bạn thể lưu xuống một cái file, hoặc các bạn thể public cái dữ liệu này lên, ví dụ như thế. Ở đây tôi lưu dạng file cho nó đơn giản nhé, và ở đây file thì có nhiều loại file, tôi chọn file Excel hoặc file CSV, tôi chọn là lưu file CSV cho nó nhỏ, nó nhẹ nhé. Đấy, và ở đây là tôi sẽ chọn cái nơi tôi lưu, browse, tôi lưu ở trong cái đĩa D này, tôi ghi là bộ tứ bit for, ví dụ như thế, stock chẳng hạn. Đấy, tôi lưu ra thì cái file này là file .csv và tôi lưu cái đĩa D. Thì bây giờ các bạn OK, thì sau khi các bạn thiết kế cái nơi mà lưu ra thì các bạn sẽ thấy cái kết quả của nó, nếu mà khi lưu ra nó có dạng như thế này. Đấy, nó có dạng đây các bạn, nó như này. Thì sau đó là các bạn bấm chạy thôi, các bạn có thể bấm ở đây chạy này, bấm ở đây cũng được, hoặc là có ở dưới này nó có một cái nút gọi là run follow, thì các bạn bấm chạy, bấm chỗ nào cũng được hết. Người ta bấm đây, các bạn bấm chạy đó, các bạn bấm chạy thì nó báo là thành công, lưu xuống cái file này thành công. Và các bạn vô trong này thì các bạn sẽ thấy một cái file có cái tên là bit4 file CSV nhé, bit4 stock này, bit4 stock là cái file này đây. Thì các bạn bấm vào đây, các bạn sẽ thấy là đây là cái nó sẽ gộp bốn cái file này lại thành một cái file, và trong đó nó làm thêm hai cái, là cái thứ nhất là nó sẽ thêm cái nhãn hiệu của công ty, và cái thứ hai nữa là sẽ tính cho các bạn một cái cột để các bạn biết là giá trên là giá đóng cửa và giá mở cửa như thế nào. Và nó sẽ đây, các bạn sẽ thấy ở đây là nó sẽ gộp hết lại, nó có khoảng hơn 9.500, gần 9.500 cái dòng của bốn công ty đấy. Thế thì ở trong này á thì các bạn hình dung được là cái việc mà các bạn tìm xử lý dữ liệu là một công việc rất là quan trọng, và nó rất mất nhiều thời gian và công sức của mọi người. Thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ Tableau Builder này, Prep Builder này, để các bạn có thể tìm xử lý. Ví dụ như các bạn sau này các bạn có thể làm như là xử lý dữ liệu thiếu, missing value, rồi làm sạch dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu, tích hợp dữ liệu. Thì ba cái công đoạn chính của một cái step mà data pre-processing tiền xử lý á, thì cái công cụ này nó giúp các bạn làm rất là đơn giản bằng cách thiết kế các cái workflow kéo thả và các bạn cấu hình thêm. Thì đây tôi nghĩ là một cái công cụ rất là mạnh để các bạn có thể tận dụng và sử dụng với cái môi trường trong cái hệ sinh thái của Tableau. Tableau là một công cụ visualize BI rất là mạnh, đúng không? Business Intelligence đấy, ai cũng dùng, cho nên các bạn có thể sử dụng thêm cái công cụ này. Xin chào các bạn.